Và ngay bây giờ sẽ là một câu hỏi đến từ lớp 11B7. Và bạn đây là một học sinh của khối 11 nên rất là quan tâm đến chương trình tư vấn tuyển sinh. Câu hỏi của bạn được gửi cho trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Câu hỏi như sau: làm thế nào để có thể học và thi tốt các môn của khối A, A1? Và nếu em thích công nghệ thông tin và em muốn theo học nó thì nên chọn trường nào để có mức điểm vừa phải và học phí thấp, vì khả năng tài chính gia đình của em không có nhiều điều kiện ạ? Lần đầu tiên xin cảm ơn câu hỏi của bạn về ngành công nghệ thông tin. Thì ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong hai ngành mũi nhọn của cả nước đã được xác định và được đầu tư và phát triển. Thứ nhất là công nghệ thông tin và thứ hai là công nghệ sinh học. Bạn hỏi là làm sao để mà có thể thi tốt của các ngành khối A, có nghĩa là toán, lý và hóa. Thì cái đó là tôi nghĩ là cái đó là do khả năng của bạn, và các bạn phải có phương pháp học tập cụ thể và các bạn phải có những cái đầu tư. Nếu chúng ta xác định chúng ta thi khối A hoặc là chúng ta thi khối B, khối C gì đó thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái môn học nào đó để chúng ta đạt được cái mục đích của mình cần. Còn về công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì những năm gần đây thì số điểm tuyển của trường là khoảng từ 18, 19 và 20. 20 điểm cho công nghệ thông tin. Nếu như bạn cảm thấy khả năng của bạn không thể đạt được những số điểm cao như vậy mà bạn vẫn muốn học về công nghệ thông tin thì trường Khoa học Tự nhiên có hệ cao đẳng về công nghệ thông tin. Thì điểm chuẩn để xét hệ cao đẳng của công nghệ thông tin của Khoa học Tự nhiên là 10 điểm. Và sau khi các bạn hoàn thành cái chương trình của cao đẳng rồi thì các bạn sẽ được thi tuyển vào hệ hoàn chỉnh đại học của trường Khoa học Tự nhiên về công nghệ thông tin. Thì sau khi các bạn hoàn thành cái hệ hoàn chỉnh đại học rồi thì các bạn sẽ được cấp bằng cử nhân công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Cho nên là các bạn muốn và thích học về công nghệ thông tin và ở trường Khoa học Tự nhiên thì sẽ có hai con đường đi về là như vậy. Một là các bạn có thể đăng ký thi trực tiếp vào đại học. Hai là các bạn có thể dùng điểm thi tuyển của mình để mà xét tuyển vào hệ cao đẳng. Rồi sau đó chúng ta sẽ liên thông lên hệ hoàn chỉnh đại học và chúng ta cũng... Và đến cuối cùng của chúng ta vẫn là tấm bằng cử nhân về công nghệ thông tin. Xin cảm ơn bạn nhiều ha. Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Và tiếp theo là một câu hỏi gửi riêng cho trường VATC, trường thuộc trường cao đẳng Việt Mỹ. Câu hỏi như sau: nếu tôi muốn học trường với chương trình Đại học Broward tại IEE, tôi phải nộp đơn đăng ký lúc nào? Và trường có đòi hỏi tiếng Anh đầu vào hay không? Vì em không có bằng TOEFL, vậy em có được đăng ký vào trường hay không? Xin mời đại diện của trường cao đẳng Việt Mỹ VATC. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn và xin được trả lời như sau. Là trường IAE là Học viện Giáo dục Hoa Kỳ, là một cái trung tâm đào tạo quốc tế của trường Đại học Broward tại Việt Nam. Và chúng tôi tuyển sinh quanh năm, một năm có 4 học kỳ. Và như vậy mỗi một đầu học kỳ thì chúng tôi đều có tuyển sinh. Và giống như các trường đại học khác của Mỹ thì sẽ không có cái kỳ thi tuyển sinh giống như các trường của Việt Nam. Nhưng mà sinh viên sẽ phải trải qua một cái bài thi kiểm tra về kiến thức toán và tiếng Anh. Nếu kiến thức toán và tiếng Anh mà đạt rồi thì chúng ta được học những cái môn chuyên ngành. Còn nếu chưa đạt thì chúng ta phải học những cái lớp bổ sung về kiến thức về toán và tiếng Anh. Về tiếng Anh, nếu chúng ta đã giỏi rồi thì đó là một lợi thế, bởi vì chúng ta sẽ rút ngắn được cái chương trình học tập do chúng ta sẽ học ngay những cái môn chuyên ngành. Còn nếu tiếng Anh của chúng ta chưa có giỏi thì ít nhất chúng ta sẽ phải dành một năm đầu để học cái chương trình tiếng Anh học thuật để chuẩn bị vào học những môn chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đối tượng mà chúng tôi muốn gửi đến cái chọn lựa cho các bạn đó là những sinh viên giỏi tiếng Anh và muốn đi du học ở Mỹ hoặc là có cái kế hoạch định cư ở bên Mỹ. Vì những cái chương trình mà chúng ta học tại Việt Nam, chúng tôi đào tạo theo tín chỉ, và tất cả những tín chỉ mà sinh viên học ở Học viện Giáo dục Hoa Kỳ đều có thể được chuyển tiếp và được công nhận bởi tất cả các cái trường đại học của Hoa Kỳ. Bởi vì chương trình của chúng tôi được kiểm định chất lượng bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền Nam Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn. Dạ, thưa ban tư vấn, cho em hỏi là khi em không đủ điểm vào nguyện vọng 1 thì các xét tuyển à nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 là như thế nào ạ? Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Đối với tất cả các thí sinh đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2011 thì ở cái thời điểm tháng 3 chúng ta làm hồ sơ đăng ký dự thi thì tương đương với mỗi hồ sơ là chúng ta sẽ chỉ có một nguyện vọng. Ví dụ các bạn nào muốn đăng ký muốn mai mốt trở thành bác sĩ, chúng ta có thể đăng ký vào Đại học Y khoa Phạm Thạch hoặc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn muốn thành kỹ sư thì các bạn có thể đăng ký vào các trường khoa học tự nhiên rồi Đại học Bách khoa vân vân. Tức là ở cái thời điểm tháng 3 chúng ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất đối với mỗi bộ hồ sơ. Nguyện vọng 2 chỉ xuất hiện khi có hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là chúng ta vì một lý do nào đó, vì hồi hộp, vì run vân vân, chúng ta không trúng tuyển nguyện vọng 1. Tức là điều kiện đầu tiên phải là không trúng tuyển nguyện vọng 1. Điều kiện thứ hai là điểm của thi của chúng ta 3 môn phải trên sàn và không có môn nào bị điểm không. Ví dụ năm 2011 điểm sàn khối A và khối D là 13 điểm, khối B và khối C là 14 điểm. Khi mà đạt đủ hai cái điều kiện này thì các bạn sẽ được cấp một giấy chứng nhận kết quả điểm để đi xét nguyện vọng 2. Năm nay, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì các em học sinh có thể dùng cái phiếu điểm của mình photo thành nhiều bản và gửi đến cho nhiều trường để cùng tham gia xét tuyển cùng một lúc. Sau khi các trường thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2, thì các em có thể lựa chọn cho mình một ngôi trường nào đó phù hợp mà mình yêu thích để chúng ta đăng ký nhập học và mang cái phiếu điểm bản chính đó đi để nhập học. Thời hạn sẽ kéo dài ngay sau khi mà các trường thông báo là có kết quả điểm nguyện vọng 1 và kéo dài cho đến hết 31 tháng 12. Nhưng ở đây thì các em phải hết sức chú ý về mốc thời gian. Không phải là tất cả các trường đều kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Khi các trường đại học nhận được cái phiếu báo điểm thi của các em thì các trường sẽ lên phương án, xây dựng phương án điểm chuẩn căn cứ vào cái số lượng phiếu điểm của các em gửi đến và các trường sẽ thông báo trúng tuyển theo từng đợt. Nếu mà chúng ta không theo dõi việc thông báo này thì có thể chúng ta sẽ mất cơ hội. Do đó là các em hết sức lưu ý khi mà chúng ta gửi đơn đi để xét vòng 2, vòng 3. Và bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta lựa chọn nghề nghiệp cũng như là cái ngôi trường có cái xét nguyện vọng 2 là cũng các em cũng hết sức cẩn thận. Vì các em lưu ý là điểm chuẩn của nguyện vọng 2 thì theo thông lệ hàng năm thường thường là bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1. Cho nên là các em hết sức chú ý về điều đó. Vâng ạ, xin cảm ơn em. Và tiếp theo chúng ta có một câu hỏi nữa gửi về cho trường Đại học Tài chính Marketing. Câu hỏi như sau. Em muốn hỏi trong ngành quản trị kinh doanh có bao hàm ngành quản trị nhân sự không? Và nếu như muốn làm trong ngành quản trị nhân sự đó thì cần phải có những tố chất gì? Và có thể cho em biết thêm thông tin về ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Tài chính Marketing được không ạ? Xin cảm ơn. Và em hỏi thêm là học phí của trường này có cao lắm không? Xin mời đại diện của trường. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi thứ nhất của bạn là ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Tài chính Marketing thì có cái chuyên ngành quản trị nhân sự hay không? Hiện nay ấy, thì trường Đại học Tài chính Marketing chưa tổ chức cái ngành quản trị nhân sự trong 3 năm trở lại đây. Cách đây 4 năm thì tổ chức, còn bây giờ thì trường đang tổ chức các cái chuyên ngành trong ngành quản trị kinh doanh. Một là quản trị kinh doanh tổng hợp, hai là quản trị bán hàng, và ba là thẩm định giá. Đấy là những cái chuyên ngành trong quản trị kinh doanh. Thế thì cái ngành quản trị có thể phân biệt được cái quản trị kinh doanh tổng hợp với lại cái quản trị nhân sự ở một số các cái khía cạnh như sau. Cái ngành quản trị kinh doanh tổng hợp là nhà trường sẽ trang bị cho các bạn những cái kiến thức tổng quát và chuyên sâu của cái ngành quản trị. Còn cái ngành quản trị nhân sự
thì đi sâu vào cái quản trị con người trong các doanh nghiệp. Quản trị con người, các bạn học quản trị nhân sự, có nghĩa là các bạn học cách quản lý con người. Người ta thường nói rằng ngành quản trị nhân sự, ngành quản trị kinh doanh là cái ngành của làm lãnh đạo đấy, là ở chỗ đó đấy. Nó khác nhau ở chỗ đó. Và như vậy thì các bạn sẽ được học trong thời gian 4 năm chương trình đại học theo quy định chung. Và các bạn sẽ phải trải qua cỡ khoảng 40 năm học phần. Khoảng 40 năm học phần trong 4 năm học đó thì các bạn mới có thể đạt được cái kết quả của cái ngành học này. Câu hỏi thứ hai của bạn là cái ngành quản trị kinh doanh, ngành quản trị khách sạn nhà hàng phải không ạ? Ngành quản. Và đó là một câu hỏi về ngành quản trị kinh doanh và học phí của ngành này có cao không ạ? Vâng ạ. Học phí của trường Đại học Tài chính Marketing 3 năm trở lại đây không thay đổi. Không thay đổi. Và tất cả các ngành đều có mức học phí như nhau. Đối với bậc cao đẳng là 5 triệu đồng trên một năm và chia làm hai học kỳ. Đối với bậc đại học là 5 triệu rưỡi trên một năm chia làm hai học kỳ. Thì Đại học Tài chính Marketing là đại học công lập thuộc Bộ Tài chính. Đấy là cái học phí trả lời với các bạn. Và năm nay học phí không thay đổi so với 2 năm trước, không thay gì thay đổi. Vâng, cảm ơn phần trả lời của thầy Thế Vinh. Và hiện nay trên bàn tư vấn đang có những câu hỏi gửi về từ ban phụ huynh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Đại diện là phụ huynh của bạn Thanh lớp 12A1 có câu hỏi như sau: nếu cháu không vào được đại học khi vào cao đẳng thì sau khi học xong cháu có được liên thông lên đại học hay không? Và hay phải đi làm rồi vừa học vừa làm theo khoa quản trị kinh doanh thì ra trường cháu làm việc ở đâu ạ? Tổng cộng là 3 câu hỏi, xin mời thành viên trong ban tư vấn. Xin cảm ơn câu hỏi của vị phụ huynh. Chúng tôi cũng có thể nói một cách rất nhanh rằng là hầu hết tất cả các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong khối ngành kinh tế, là đã tổ chức các cái hình thức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Như vậy là như thầy Đức Nghĩa nói ban đầu ấy, không phải con đường duy nhất là phải vào thẳng đại học, mà có thể bằng nhiều cách, sinh viên, học sinh có thể nhiều cách để vào đại học sau một cái thời gian nhất định và cao các khóa học. Ví dụ bạn không thể vào đại học năm thứ nhất, năm ngay được, thì bạn học cao đẳng. Học cao đẳng sau 3 năm như trường Đại học Tài chính Marketing và trường Kinh tế Luật Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ không quá 3 tháng sau thì nhà trường đã tổ chức liên thông tiếp lên bậc đại học. Trong quá trình liên thông lên bậc đại học thì nhà trường sẽ tổ chức ôn thi, nhà trường sẽ thông báo tất cả các cái yêu cầu của kỳ thi cho sinh viên của mình biết và chỉ liên thông cho những sinh viên theo đúng ngành. Ví dụ ngành quản trị kinh doanh thì phải liên thông bên ngành quản trị kinh doanh. Nếu muốn sang ngành khác thì phải học bổ sung ít nhất từ 3 đến 8 môn học thì mới chuyển sang ngành khác được. Và như vậy thì khi mà các em sinh viên tốt nghiệp cao đẳng khi chuyển lên đại học á, thì chỉ thi 2 môn. 2 môn này không phải toán lý hóa nữa mà là 2 môn chuyên ngành trong cái ngành đào tạo của trường. Ví dụ như ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Tài chính Marketing thì khi chuyển từ cao đẳng lên đại học là các em nó chỉ thi 2 cái môn, một là môn quản trị học và hai là môn quản trị nguồn nhân lực. Nếu đạt được 2 cái điểm này thì nhà trường sẽ xét vào học đại học và các bạn sẽ phải học khoảng độ 10 năm học phần trong thời gian là 18 tháng. Với 14 tháng thực học trên ghế, 3 tháng trên ghế nhà trường và 3 tháng đi thực tập tốt nghiệp, 1 tháng ôn thi và thi tốt nghiệp, đúng 18 tháng nhà trường sẽ mời những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra khỏi trường. Và như vậy, so với khóa học chính quy là 4 năm đại học thì đối với hệ liên thông thì các bậc phụ huynh phải nhìn nhận là 3 năm học cao đẳng này, mất 3 tháng ôn thi này, và 18 tháng học nữa thì như vậy chúng ta chậm mất gần 1 năm. Sau đó chúng ta vẫn lấy được bằng đại học chính quy. Ở các trường đại học
chuyển tiếp bậc chính quy á, thì chỉ học vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, không học buổi tối. Cho nên là có thể các bạn ấy ra trường cao đẳng đi làm và thứ bảy chủ nhật quay trở lại về trường học bình thường. Xin cảm ơn câu hỏi của vị phụ huynh. Học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh nếu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì có bắt buộc vào ký túc xá hay không, hoặc có được đăng ký ở ký túc xá hay không? Với ngành quan hệ quốc tế môn tiếng Anh thì có nhân hệ số 2 hay không? Thời gian học là bao nhiêu? Học phí đóng theo năm là bao nhiêu tiền hay học kỳ, và đóng trong một năm học thì như thế nào? Xin mời đại diện của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn trả lời câu hỏi này cho quý phụ huynh ạ. Rất tiếc là đại diện của trường Sao Nhân văn hiện nay không có đây, cho nên tôi xin thay mặt lãnh đạo của trường Đại học Sao Nhân văn để trả lời luôn. Hiện nay ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin nhấn mạnh là ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nó rất to. Hiện nay cái riêng cái ký túc xá đã xây dựng rồi là nó có khoảng 20 đơn nguyên và chứa được khoảng gần 15.000 sinh viên. Và hiện nay thành phố đang đầu tư xây dựng một cái quần thể ký túc xá khoảng 40.000 chỗ cho sinh viên cái cụm các trường đại học ở khu vực Thủ Đức, Linh Trung. Và như vậy thì theo dự kiến đến năm 2013 thì cái số chỗ ở trong ký túc xá lên đến khoảng gần 80.000 chỗ. Tuy nhiên hiện nay thì thực sự mà nói thì cái số sinh viên từ các địa phương khác đến thành phố Hồ Chí Minh học tập rất là nhiều. Cho nên là số sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không bắt buộc phải ở ký túc xá. Tuy nhiên nếu em nào có nguyện vọng ở ký túc xá thì nhà trường vẫn có thể xét để các em được ở ký túc xá. Bởi vì trong cái quần thể ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nó có những cái khu rất là cao cấp. Có những phòng nếu các em có nguyện vọng để các em được ở một mình hoặc ở hai mình hoặc là bốn người tùy theo hai người tùy theo cái khả năng tài chính của các em. Thì đó là như vậy là cái khả năng ở ký túc xá của các em rất lớn. Hiện nay thì ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết được khoảng hơn 50% nhu cầu ở ký túc xá. Trong khi hiện nay thật sự mà nói thì có nhiều trường đại học là không có ký túc xá. Thì cái đó là nỗ lực rất lớn của thành phố nói chung và của Đại học Quốc gia nói riêng. Còn riêng về việc nhân hệ số của các môn, một số môn, đặc biệt là môn ngoại ngữ của các ngành tuyển sinh năm nay của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì theo dự kiến, chúng tôi cũng chỉ dám dùng chữ là theo dự kiến vì mọi việc sẽ được quyết định sau hội nghị tuyển sinh. Theo dự kiến thì các môn ngoại ngữ của các khối thi của các ngành chuyên ngữ sẽ được nhân hệ số. Thì cái thông tin này các em theo dõi trong quyển những điều cần biết trong hoặc là các thông tin trên các phương tiện thông tin và đại chúng. Còn về học phí thì các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kể cả khoa y hiện nay là bị ràng buộc bởi nghị định 49 của chính phủ, cho nên là học phí phải thu theo cái hệ thống các trường công lập. Mức học phí hiện nay đối với các ngành khoa học Sao Nhân văn là không vượt quá 4 triệu đồng một năm và đóng làm hai học kỳ. Xin cảm ơn phần tư vấn rất chi tiết của thầy Đức Nghĩa.